Sáng ngày 3 tháng 6, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Triều. Chi bộ thôn Thượng Thông hiện có 46 đảng viên, trong đó có 43 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự khuyết, 8 đồng chí miễn sinh hoạt, 6 đồng chí đảng viên trẻ đi làm ăn xa. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thượng Thông đã báo cáo tình hình thời sự trong tháng 5, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về lãnh đạo công tác tháng 6, thông báo tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và trình bày dự thảo nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 6 của chi bộ. Đảng viên chi bộ thôn Thượng Thông bày tỏ vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đến dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 của chi bộ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định và tinh thần tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng cao của các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Huy Hậu đề nghị chi bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ. Trong đó xác định thôn Thượng Thông là thôn nông nghiệp của xã Hồng Thái Đông. Do vậy, chi bộ thôn cần dành nhiều thời gian để thảo luận chuyên đề về phát triển nông nghiệp, tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thừa, hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung để nâng cao giá trị sản xuất, làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia xử lý rác thải nông thôn, nâng cao sức khỏe cho người dân, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc trẻ em trong dịp hè, đảm bảo vui tươi, an toàn, bổ ích. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh và thị xã vẫn diễn ra hết sức phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chi bộ thôn phải tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, không được tái đàn khi chưa hết dịch. Khi có lợn bị nhiễm dịch, phải xử lý tiêu hủy theo đúng quy trình.